Sang
Tiên thiết pháp vô thượng, do vậy chính Đức Phật là châu
cùng diệu mong chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tắt bậc cái chân niết bàn do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh vung chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ đức phật bậc như lai được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo như chân được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh cung chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc như đức được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh cung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính đại lễ chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ bảy, 25 tháng 4 năm 2020. Chúng ta lại có thêm một ngày ở trong chương trình đặc biệt tu học mùa đại dịch Corona. Thưa quý vị, những con số lớn nhất đứng đầu đã không còn nhiều quan trọng đối với đất nước Hoa Kỳ. Mà ngày nay người ta lại nói đến làm thế nào để có những sự lựa chọn. Chắc chắn trong tuần lễ này, vài ngày nữa, con số người đã được chẩn nghiệm là dương tính, tức là lây nhiễm corona tại Hoa Kỳ, sẽ vượt quá mức 1 triệu người. Và số tử vong ngày hôm nay đã vượt quá 50.000 người. Nói một cách khác thì Hoa Kỳ chỉ có bộ khoảng 4% dân số trên thế giới, nhưng mà con số lây nhiễm lại chiếm khoảng 40% dân số trên thế giới. Và con số tử vong thì cũng ở mức độ khoảng 6%. Thưa quý vị, điều này nó là một thách thức rất lớn cho một đất nước mà kinh tế và đặc biệt là kỹ nghệ đóng một vai trò then chốt ở trong sự tồn tại như đất nước Hoa Kỳ. Người ta đã có một khẳng định rằng bao nhiêu là những cuộc chạy đua đối với phương thuốc chủng ngừa cũng như trị liệu cho COVID-19 cho đến giờ này vẫn nằm trong vô vọng. Và do vậy, chắc chắn một điều là đất nước này cũng như cả thế giới phải chịu đựng với đại dịch không phải chỉ trong một vài tuần lễ, mà có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí kéo dài 1-2 năm, cho đến khi tìm ra được một phương thức chủng ngừa và mọi người đi lại làm việc bình thường. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý vị, khi mà nói đến đại dịch thì nó không phải là một câu chuyện bàn cho có bàn, mà đó là một vấn đề cấp thiết. Mỗi một ngày trôi qua và với tình trạng xã hội cách ly thì nếu tính về những con số tổn hại tài chính thì rất là khó tính, nhưng mà nếu ở một con số mức độ tối thiểu nào đó người ta nghe rất là chóng mặt. Không biết bao nhiêu tiền, không biết bao nhiêu tổn thất
về kinh tế, ảnh hưởng đời sống con người. Có thể nói rằng khó ai có thể tưởng tượng cái này 3 tháng mà Hoa Kỳ phải trải qua như vậy. Một ở trong những cái khía cạnh rất là quan trọng của điều trị bệnh, đó là sự cấp thiết, đó là một nhu cầu phải giải quyết nhanh. Nhưng trong trường hợp đại dịch thì không thể giải quyết nhanh được. Thực ra ý niệm mà cấp thời hay cấp thiết không phải là một ý niệm mới mẻ. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế thì Ngài đã nói nhiều là chúng ta sống trong kiếp nhân sinh này không có đủ thì giờ để chúng ta có thể thỏa mãn tri thức về tất cả, và chúng tìm cho một phương lương dược trị căn bệnh của đời sống, đó là sự đau khổ. Và đề tài về sự đau khổ nó không phải là một thứ triết lý để bàn thảo cho qua, mà nó là một vấn đề cấp thiết, giống như tìm một phương thức trị liệu chủng ngừa cho coronavirus vậy. Ngài Bạch Đức Tô trong bài viết ngày hôm nay, Ngài đề cập đến cái cách kể rằng của khoa học. Đôi khi khoa học khiến con người đi vào một cuộc phiêu lưu tri thức mà mất quá nhiều thời gian, đến nỗi ngay cả lúc khi họ nhắm mắt rồi, họ vẫn chưa có câu trả lời và tìm được cái gì thực sự là thích đáng để họ làm. Và về mặt này thì Phật giáo với khoa học có sự khác biệt rất lớn. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay, thì xin thỉnh sư đoạn Minh Thành hướng dẫn đại chúng lễ Tam Bảo, và sau đó chúng ta trở lại với pháp thoại trong ngày. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính thưa sư tòa Minh Thành, thưa vị, chúng tôi lớn lên ở trong một gia đình cũng tôi rất là đặc biệt. Ông ngoại chúng tôi là một thầy thuốc, thuốc Bắc cũng như thuốc Nam, và chúng tôi có một người cậu xa là em của bà ngoại. Chúng tôi thường gọi là bà Tư đó. Thì cậu này, người cậu này là một người rất là thích về khoa kiểm, hầu như là biết rất nhiều về kỳ khoa dị thảo
nhất là những người chơi kiện rất là thành điều. Cây nào là cây quý, hoa nào là hoa quý, và có những nơi phải mang từ địa phương khác về để mà trồng. Hồi nhỏ chúng tôi thỉnh thoảng nghe ông ngoại chúng tôi phê bình, người cậu ở chúng tôi là cậu Bảy, là rất dễ về trồng hoa. Nhưng mà đến khi bị bệnh đó, thì lại lên thăm ông ngoại chúng tôi để hỏi có phải uống thuốc gì, uống loại gì. Và ông ngoại chúng tôi những chỉ những loại cây cỏ để làm thuốc đó. Thì cậu Bảy miễn cưỡng mà uống, nhưng mà lại không có thích thú để học. Ông ngoại chúng tôi nói rằng với cái kiến thức và với chịu khó của Bảy, thay vì chơi hoa kiến thức mà để ý qua chuyện thuốc men, thì có lẽ giúp cho mình và giúp cho người rất là nhiều. Thì quý vị, câu chuyện đó chúng tôi nhớ rất rõ, là bởi vì chúng tôi nhớ ông ngoại chúng tôi luôn luôn nói rằng một người làm thuốc mà biết về thang danh tánh dược của các loại dược thảo đó, là họ sống có một mục đích. Và có những cái khoa cỏ rất là tầm thường, nhưng mà lại có cái tánh dược rất là tốt. Có những thứ kỳ hoa dị thảo, nhưng mà không giá trị gì về tánh dược hết. Chúng tôi vẫn còn nhớ như vậy. Thì câu chuyện đó khiến chúng tôi tạm nhớ rằng, khi đọc cái đoạn mà Ngài Bảy Dương kể là khoa học thường hướng con người đến chuyện khoa học, chuyện khám phá tự nhiên, và đôi khi không có một nhân sinh quan, không có một mục đích gì hết, là chỉ thỏa mãn tri thức. Hoặc nếu có được đem ứng dụng về phương diện kỹ thuật, thì nó chỉ lợi cho thương mại, mà không có một nhân sinh quan rõ ràng, và không có một cái mục đích đáp ứng cái nhu cầu cấp thiết của đời sống, đó là giải quyết đâu. Cái tương đương như vậy là một nhà khoa học, là một con mọt sách, cho đến ngày rời bỏ cõi đời này, thì chỉ là một mớ kiến thức, nhưng chưa bao giờ đặt câu hỏi rằng những gì mà chúng ta khám phá ở thân, ở tâm mình như thế nào, và điều đó mang một mục đích gì cho cuộc sống hàng ngày. Và cho đến khi mà chúng ta cố gắng để tìm ra một mục đích của đời sống, thì lúc đó đã quá trễ. Và quá trễ là cái tiêu đề mà Ngài Bảy Dương Kitô Ngài viết ngày hôm nay. Xin mời quý Phật tử lắng nghe bài viết, một phân đoạn của bài viết này, của quyển sách Phật giáo và khoa học của Ngài Bảy Dương Kitô. Và sau bài đọc, chúng tôi sẽ trở lại. Xin mời cô Văn Nhật Nguyệt. Dạ, Nam Buddha Giang Sa Thủ Lành Thay Chủng Hồng Kính Trí Ân Cường Tội Giác Đảng đã dẫn nhập bài học cho chương trình ngày hôm nay. Bây giờ còn xin được đọc bài viết Phật giáo và khoa học. Tiếp theo, trích từ Phật giáo nền tảng của khoa học. Hòa Thượng Prayut Panyuto viết: trễ, giờ chúng ta đi đến phẩm chất của quá trễ. Chúng tôi muốn quý vị rõ được ý nghĩa chúng tôi muốn nói trong câu này để trình bày điều kiện của, để trình bày điều liên quan đến khoa học. Một thí dụ, chúng tôi muốn so sánh quan điểm trong đạo Phật với quan điểm của khoa học có một số tương đồng. Trong khoa học, chúng ta có kiến thức khoa học ở một mặt và thái độ khoa học ở một mặt. Trong nhiều trường hợp, quan điểm khoa học quan trọng hơn kiến thức khoa học. Lý do này là tại sao? Vì dữ kiện hay kiến thức đạt được do khoa học nhiều khi cho thấy sai và phải điều chỉnh lại. Điều này cho thấy sự tiến hành đang xảy ra. Đó là quan điểm khoa học hay mục tiêu là một nguyên tắc không thay đổi. Nguyên tắc đã đem lợi ích lớn lao cho nhân loại. Dù từng mảnh kiến thức của cá nhân có thể được sử dụng ngày nay hay không, tuy không phải là điều chắc chắn, nhưng thái độ này là một điều kiện có thể dùng được ngay và có lợi ích ngay. Quan điểm của khoa học và đạo Phật cũng có một số dị biệt. Trước nhất, chúng tôi xin được giải thích cái gì là quan điểm Phật giáo và quan điểm khoa học. Quan điểm của cả Phật giáo lẫn khoa học có cùng một mục tiêu. Đó là nhìn tất cả sự vật theo nhân và quả, hay nguyên nhân và các điều kiện.
đương đầu với bất cứ trường hợp nào, cả hai quan điểm Phật giáo và quan điểm khoa học đều cố gắng nhìn vào nguyên nhân và điều kiện để thấy rõ chúng đúng như thế nào. Thí dụ, bạn nhìn người bạn đang tiến về phía bạn với bộ mặt đau khổ. Với hầu hết chúng ta, nhìn nét đau buồn trên khuôn mặt người bạn thường làm cho bạn không vui. Chúng ta có thể nghĩ rằng người bạn này giận chúng ta, và chúng ta thường phản ứng lại bằng cách tiêu cực. Một nhận thức về kinh nghiệm không vui nảy sinh và phản ứng không thích sanh khởi vì nghĩ rằng người bạn này giận dữ. Vậy sao ta không giận dữ? Và chúng ta lại cũng mang một tâm trạng buồn đau để phản ứng lại. Nhưng với quan điểm Phật giáo hay khoa học, khi chúng thấy một người bạn chúng ta tiến về phía chúng ta với bộ mặt đau buồn, chúng ta không nhìn vào bộ mặt ấy với một tâm trạng bực dọc, thương hay ghét, mà mục tiêu là khám phá ra sự thật tại sao người bạn có nét mặt giận dữ. Đó là quan điểm nhìn vào sự vật theo nguyên nhân và điều kiện. Chà, anh có vẻ giận dữ, tôi lấy làm lạ, sao bạn tôi hôm nay trông có vẻ giận dữ. Tôi lo lắng có điều gì xảy ra làm phiền anh. Có lẽ có người nào đó ở nhà đã làm anh bực bội, hay có lẽ tại anh không tìm, hay có lẽ vân vân. Đó là chúng ta tìm nguyên nhân thực sự gây ra cho anh. Đó là cái mà chúng tôi gọi là quan điểm Phật giáo, áp đến hiện tượng tinh thần. Quan điểm này tương quan với quan điểm khoa học áp dụng trên bình diện vật chất. Đó là một quan điểm tìm hiểu, một quan điểm nhìn vào sự vật theo nguyên nhân và điều kiện. Nếu cách nhìn vào tình trạng như vậy, không có vấn đề gì phát xuất. Quan điểm như vậy sẽ dẫn đến giải quyết vấn đề và mở mang trí tuệ. Tìm kiếm nguyên nhân và điều kiện về đau buồn của người bạn, chúng ta có thể hỏi anh về nguyên nhân hay hành động bằng một cách tế nhị nào đó, khiến anh ta cho câu trả lời đưa đến cách giải quyết vấn đề. Đó là quan điểm thông thường trong cả Phật giáo lẫn khoa học. Nhưng quan điểm này khác biệt nhau thế nào? Quan điểm của khoa học là quan điểm chỉ dùng đạt kiến thức. Nhưng quan điểm Phật giáo lại được coi như một phần và một mảnh của chính đời sống. Quan điểm này là một phần của đời sống khôn ngoan khéo léo. Đó là cách sống hòa hợp trong xã hội. Tóm lại, đó là đạo đức. Quan điểm của khoa học điển hình, rõ ràng, khoa học tránh vấn đề đạo đức hay những giá trị thực ra chứa đựng trong đó. Quan điểm khoa học, chính trong nó là đạo đức, nhưng vì khoa học phủ nhận hoàn toàn nó, khoa học hoàn toàn không biết đến sự lợi ích đạo đức đem lại. Quan trọng hơn nữa, thấy đạo đức là yếu tố thiết yếu trong tiến trình tìm hiểu sự thật của thiên nhiên. Quan điểm Phật giáo không chỉ đơn giản dùng để đạt kiến thức, mà còn áp dụng trong đời sống hàng ngày, ngay trong hiện tại. Khi chúng ta áp dụng chặt chẽ hàng ngày vào sự việc, chúng ta đi đến phẩm chất mà chúng ta gọi là quá trễ. Vì quan điểm khoa học chỉ là một quan điểm đơn giản tìm kiến thức, tất cả mọi áp dụng, thực hành phải đợi cho đến khi khoa học có được tất cả những câu trả lời. Bao lâu mà chúng ta chưa có câu trả lời, chúng ta bị bó tay. Nếu chúng ta chưa biết được điều gì nó ra sao, chúng ta không biết cách hành xử với nó. Nhưng trong thế giới này có quá nhiều sự vật mà khoa học chưa có câu trả lời, và cũng không cho biết bao giờ khoa học mới có câu trả lời. Đồng thời, nhân loại, cả cá nhân lẫn xã hội, phải sống trong hiện tại. Nói một cách đơn giản, cuộc sống cho chúng sanh trong một đường lối thích nghi và khéo léo. Trong không gian này, quãng đời của một cá nhân trong xã hội, đúng thời điểm, không thể chờ đợi những câu hỏi ấy từ thế giới khoa học. Quan điểm Phật giáo là tìm kiếm kiến thức liên kết với cuộc sống, nhằm nhìn sự vật theo nhân quả là một phần và một mảnh của tiến trình cho một cuộc sống tốt đẹp, không phải đơn giản chỉ là một khí cụ để tìm kiến thức. Cho nên, với quan điểm Phật giáo, bất cứ bao giờ chúng ta gặp điều gì mà chúng ta chưa biết rõ ràng hay chưa kiểm chứng được, chúng ta phải có một nhân sinh quan
giúp chúng ta thực hành khéo léo đối với việc đó. Chúng ta không mất mẫu mực trong đời sống. Quan điểm khoa học là chỉ tìm kiếm kiến thức mà không có một nhân sinh quan về đời sống. Phật giáo dạy cả hai lĩnh vực, đưa con đường thực hành trong việc tương quan với sự vật trong đời sống hiện tại. Chúng tôi xin đưa ra một chứng minh, một vấn đề khó khăn của nhân loại qua các thời đại. Và đối với vấn đề đó, ngay cả chúng tôi là Phật tử, không sử dụng một nhân sinh quan Phật giáo thích đáng. Chúng tôi muốn nhắc đến vấn đề về những chúng sinh cõi trời, tức là chư thiên. Vấn đề chư thiên là một vấn đề có thể nhận xét trong phạm vi tương quan với sự thật có thể xác minh, hay nó có thể nhận xét trong mối tương quan với xã hội loài người, dưới ánh sáng của đời sống mỗi ngày. Nhìn vào vấn đề với quan điểm khoa học, chúng ta nghĩ trong phạm vi sự thật có thể xác minh, đó là những điều đó thực có hay thực không có. Rồi chúng ta tìm một phương cách kiểm tra vấn đề. Vấn đề trở thành một của những sự đang chờ đợi phải được xác minh, hay có lẽ là không thể xác minh được. Nhưng chẳng cần phải lưu ý đến vấn đề đang chờ đợi xác minh hay không xác minh, hay vấn đề được coi như không xác minh được. Vấn đề vướng mắc tại ngay đây, và nhân loại không có cách giải quyết thực tiễn. Bao lâu mà vấn đề không xác minh được, vấn đề đơn giản trở thành một vấn đề của niềm tin. Nhóm này tin những sự vật này hiện hữu, nhóm kia không tin sự vật đó hiện hữu. Mỗi bên đều có ý kiến riêng của mình. Hãy ghi nhận là những ai tin là không có những sự vật như vậy, không vượt qua mức độ của niềm tin. Họ vẫn còn bị kẹt về niềm tin là những sự vật như vậy không hiện hữu. Cả hai nhóm này đều sống trong một xã hội. Bao lâu mà họ còn có những dị biệt và niềm tin không giải quyết được, sẽ có trạng thái tinh thần căng thẳng. Chẳng hạn, khoa học không đưa ra lời khuyên dẫn gì, nhưng trong Phật giáo có nhiều cách thực tập cho nhiều trình độ. Trên mức độ thứ nhất, tìm kiếm sự thật bằng kinh nghiệm bất kể là ai, muốn chứng minh vấn đề theo cách này hay cách khác, không có khó khăn gì. Những ai muốn tìm kiếm những dữ kiện, tự do tiếp tục việc nghiên cứu của họ, hoặc tán thành có sự hiện hữu của chúng sinh cõi trời, hoặc không tán thành. Trên mức độ thứ hai, tìm ra một quan điểm chính đáng về cách cư xử trong đời sống hàng ngày, chúng ta nên làm gì? Trong Phật giáo, có cách thực hành không gây mâu thuẫn gì, dù có sự hiện hữu hay không có sự hiện hữu của chư thiên. Đời sống của chúng ta có một tiêu chuẩn rõ ràng có thể áp dụng ngay tức khắc. Chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận sự thật, dù có chứng minh được hay có sự hiện hữu của chư thiên hay không có sự hiện hữu của chư thiên. Và đường lối sống của chúng ta không ảnh hưởng gì đến việc khám phá đó. Đa số người dễ dàng bị thống trị, dồn vào thế phòng thủ vì nghi ngờ về giải pháp. Là như vậy khiến bị lôi cuốn về một trong hai quan điểm cực đoan: chư thiên hiện hữu thực sự hay không hiện hữu thực sự. Nếu bạn tin các chư thiên hiện hữu, bạn phải cầu khẩn và thi triển lễ nghi để làm vừa lòng họ. Nếu bạn không tin các chư thiên hiện hữu, bạn phải lý luận với những người tin chư thiên hiện hữu. Nhưng trong Phật giáo, chúng tôi phân biệt rõ ràng giữa sự tìm kiếm dữ kiện tiến hành bình thường và cách xử sự đời trong cuộc sống hàng ngày. Đời sống của chúng ta không tùy thuộc nơi chư thiên. Nếu có chư thiên, thì chư thiên cũng chỉ là những chúng sinh trong vũ trụ này giống như chúng ta, phải chịu sanh, già, bệnh và chết. Chúng ta, những người Phật tử có giáo lý, khuyến khích chúng ta phát triển các tư tưởng thiện với tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Nếu có các chúng sinh cõi trời, chúng ta phải có tư tưởng thiện với ai là chư thiên. Cốt lõi của đạo Phật là giáo pháp tự phát triển và tự lực, mục tiêu tự do. Nếu chúng ta thực hành theo nguyên tắc tự lực, chúng ta hiểu trách nhiệm của chúng ta như thế nào? Trách nhiệm của chúng ta là phải tự rèn luyện, phải đạt kết quả tốt hơn. Và trách nhiệm của các chư thiên là chính họ
phải đạt kết quả tốt hơn. Cho nên, cả hai cùng có trách nhiệm là phải tự cải tiến để đạt kết quả tốt hơn. Chúng ta có thể cùng hiện hữu với chư thiên, cùng với loại tư tưởng, với cùng loại tư tưởng. Đồng thời, dù chư thiên hiện hữu hay không hiện hữu, không phải là mối quan tâm của chúng ta. Giống như con hà mã và con beo, mỗi con đều có thể hiện hữu chung sống hòa bình trên thế giới, không có trở ngại gì. Cũng như vậy, Phật giáo có một nhân sinh quan rõ ràng về vấn đề, và người Phật tử không lo lắng gì về những điều này. Nếu không có quan điểm này, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong vấn đề có hiện hữu hay không hiện hữu. Nếu chư thiên hiện hữu, chúng ta phải cư xử ra sao? Chúng ta có thể tạo ra các nghi lễ và hy sinh các con vật. Điều này không phải là bổn phận của người Phật tử. Trách nhiệm của người Phật tử là tu tập để đạt tốt đẹp hơn. Nếu con người thành công hoàn toàn trong việc tự mình đạt kết quả tốt đẹp hơn, người ấy sẽ trở nên chúng sinh thượng hạng tất cả chúng sinh. Ngay cả các chư thiên cũng phải tôn kính người ấy. Đó là một thí dụ quan điểm Phật giáo, mà cốt lõi giống như thái độ mô tả trong sự so sánh kẻ bị thương bằng mũi tên độc. Nếu bạn bị bắn bởi mũi tên, nhiệm vụ đầu tiên của bạn là hãy rút mũi tên ra trước khi độc dược có thể lan tràn khắp cơ thể và giết bạn. Về việc tìm kiếm dữ kiện liên hệ đến việc xảy ra này, bất cứ ai nghĩ rằng cũng phải làm. Nhưng việc trước nhất cũng vẫn phải là rút mũi tên ra đã. Việc này tương tự như cách suy nghĩ của Sir Warren Stanley Eddington. Ông có ý kiến tương tự, mặc dù ông không nêu lên trên phương diện Phật giáo. Ông viết: quả thực dễ dàng cho một con lạc đà chui qua một lỗ kim hơn là một khoa học gia đi qua một cái cửa. Dù cửa ấy là cửa của một căn nhà thô sơ hay cửa đó là của một nhà thờ, điều khôn ngoan hơn là một con người khoa học nên coi mình như một người bình thường và bước qua hơn là chờ đợi cho đến khi tất cả những khó khăn liên hệ đến sự thâm nhập thực sự quyến vào khoa học được giải quyết. Kinh sách của Cơ Đốc giáo nói rằng quả là dễ dàng cho một con lạc đà chui qua một lỗ kim hơn là một người giàu có lên thiên đàng. Eddington lặp lại câu đó: quả là dễ dàng cho con lạc đà chui qua lỗ kim còn hơn là một con người khoa học bước qua một cái cửa để vào phòng. Ông muốn nói gì đây? Chúng tôi muốn nhấn mạnh đây là Eddington muốn nói đến con người khoa học chứ không phải là khoa học gia. Lý do là rất khó khăn cho một con người khoa học trước nhất đứng ngay trước cửa và lo lắng. Chà, tôi lo ngại nếu tôi đi qua cửa này. Ông ấy phải xét tất cả những định luật vật lý. Chẳng hạn, ông ấy tính sức ép của không khí là bao nhiêu một inch vuông trên cơ thể ông ta khi đi qua cửa. Tốc độ của đất vào lúc đó. Hậu quả xảy ra khi ông bước vào phòng. Ông suy nghĩ hoài. Cuối cùng, con người khoa học này thấy không thể nào đi qua cửa này được vì ông chẳng bao giờ tính hết được những con tính khoa học của ông. Cho nên tại sao Eddington nói quả là dễ dàng cho con lạc đà chui qua lỗ kim hơn khoa học đi qua cái cửa. Eddington kết luận những khoa học gia nên hành xử như một người bình thường. Dù là cái cửa của một nhà thờ, cái cửa của một nông trại hay bất cứ loại cửa nào đi nữa, hãy cứ đi qua đi. Muốn kiểm soát lại, cứ việc tiếp tục sao. Việc này rất trùng hợp với quan điểm Phật giáo. Cho nên chúng tôi đã bao gồm vào đây. Bài viết đến đây tạm chấm dứt. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi trở lại. Cảm ơn thời gian. Cảm ơn cô Phạm Trần Nguyệt. Kính bạch chư Thầy Tự Siêu, kính bạch chư Tôn Đức và trân trọng tất cả quý Phật tử. Bài viết của Ngài Bình Dương Tùa hôm nay, Ngài đã nói lên một điều mà xảy ra trong đời sống với các nhà khoa học hay là bất cứ ai đặt qua quá nhiều kiến thức, đi tìm hiểu quá nhiều điều. Mới nhìn đó thì dường như sự tìm hiểu đó nó giúp ích cho chúng ta. Nhưng mà nếu sự tìm hiểu đó nó không có tính thực dụng, nó không đáp ứng được nhu cầu tiếp thời,
thì giống như một khoa học gia phải tính toán nhiều quá mà không thể bước qua cái cửa chúng ta vừa được nghe ở đoạn cuối. Thì như vậy đạo Phật nói gì về tính chất thực dụng, tính chất thực tiễn trong đời sống? Chúng ta có thể nào giải thoát nếu chúng ta phải học hết thiên kinh vạn điển hay không? Hay chúng ta có thể nào sống an lạc nếu chúng ta có đủ tất cả tài năng ở trong mọi lĩnh vực hay không? Chúng ta cần suy nghĩ về điểm này với một cái nhìn mà ngày nay người ta thường gọi là common sense. Đó là cái nhìn rất là cận nhân tình, một cái nhìn thương thức. Bây giờ thì để kính cô Thỉnh Thượng Tự Siêu chia sẻ những cái suy nghĩ của Thượng Tọa với phân đoạn trong bài viết ở trong quyển sách Đạo Phật và Khoa học mà Ngài Thầy Giúp Tô đã viết ở trong những gì mà chúng ta vừa được nghe. Kính cung kính Thượng Tọa Tự Siêu. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Kính bạch Trường Công Đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học một đoạn trong bài viết của Hòa Thượng Bây Giới Tù. Về một vài đề nghị cải thiện ở trong đoạn này, có một chi tiết tiểu đề là quá trễ. Ở đây trong cuộc sống của chúng ta, mục tiêu là làm sao để có sự hạnh phúc, có sự an lạc. Việc mà chúng ta tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của mỗi sự kiện xảy ra trong đời sống, điều đó có khi cần và có khi cũng không cần. Cái sự truy tìm nguyên nhân và hậu quả của sự việc xảy ra trong đời sống mà chúng ta cần đó, mà Ngài Tô Chúc Tô, Ngài có thử đưa ra một cái sự kiện khi mà gặp người khác, một người bạn nét mặt đang buồn hay là đang giận, họ đi đến với chúng ta, nếu mà chúng ta có một cái thái độ tiêu cực, không cần tìm hiểu mà chúng ta chỉ đặt cái vấn đề là hôm nay trong anh bạn này thật đáng ghét, rồi mình cũng biểu lộ cái nét mặt không hài lòng, tôi có ăn hết của anh hay không mà anh lại
có cái bộ mặt đó đi đến với tôi. Như vậy thì tình cảnh nó sẽ nghiêm trọng hơn, không giải quyết được. Thay vào đó, nếu chúng ta có ý nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn, chúng ta suy nghĩ rằng anh bạn của tôi hôm nay có cái nét mặt không vui, anh ta có chuyện gì đây? Chuyện gì mà khiến cho anh ta không được vui vẻ? Và chúng ta đặt câu hỏi với anh ta, và chúng ta sẽ được nghe anh ta cho câu trả lời nguyên nhân mà anh ta không vui. Khi được cái nguyên nhân đó thì chúng ta sẽ đưa ra một lời khuyên, hay là chúng ta an ủi anh ta, thì như vậy mọi việc nó bớt căng thẳng. Và như vậy là cái sự tìm hiểu mà nó có lợi ích cho mình và cho người khác. Khi tìm hiểu như vậy thì tâm của mình không cảm thấy bực bội khó chịu vì cái bộ mặt sáng sớm mà anh đi đến với chúng ta với cái vẻ u ám, chúng ta không bị ảnh hưởng gì cái vấn đề đó. Tâm chúng ta vẫn bình thường, đem lại lợi ích cho người khác là nhờ cái sự tìm hiểu đó mà chúng ta đã giúp đỡ cho anh ta bớt đi cái nỗi buồn phiền, và chúng ta đã an ủi anh ta sau khi mà chúng ta tìm hiểu nguyên nhân của cái việc buồn phiền đó. Thì thưa quý vị, trong cuộc sống này cũng không ít những trường hợp mà chúng ta tìm hiểu về nguyên nhân và hậu quả của cái sự kiện xảy ra, nó sẽ luôn luôn mang lại cho chúng ta một cái sự yên vui và giúp cho chúng ta có sự giải quyết ổn thỏa. Ở điểm này thì khoa học cũng có điểm đồng với Phật giáo chỗ đó, là mỗi một cái sự kiện vật lý, tại sao như vậy, thì các nhà khoa học đã tìm hiểu cái nguyên nhân và cái hậu quả, rồi mới đưa đến một cái kết luận để có một giải pháp chỉnh chu lại cho nó tốt đẹp, được thành tựu lợi ích. Tuy nhiên, ở trong cuộc sống của chúng ta, kiến thức không đủ, vì sao vậy? Là bởi vì song song với cái việc mà chúng ta tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của những sự kiện trong cuộc sống đó, có khi thì có lợi ích, nhưng mà cũng khi nó là vô ích.
Người Phật tử chúng ta phải biết trường hợp nào là chúng ta phải tìm cái nguyên nhân và hậu quả, nhưng mà trường hợp nào chúng ta không cần thiết phải đi tìm cái nguyên nhân và hậu quả. Bởi vì có những cái mà chúng ta sẽ mất công, mất thời gian để đi tìm, rốt cuộc thì chúng ta không có giải quyết được vấn đề. Trong bài viết của Ngài Hòa Thượng Bá Giới Tô, Ngài có dẫn chứng một cái sự kiện. Edison nói là một nhà khoa học nhưng mà không thể nào qua cái ngưỡng cửa. Ông ta nói quá dễ dàng cho con lạc đà chui qua lỗ kim, còn hơn là con người khoa học bước qua cái cửa đi vào phòng. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây cái sự tính toán, cái sự suy nghĩ và chính cái tri thức đó làm trở ngại cho con người trong cái lĩnh vực tìm hiểu về những cái yếu tố vật lý ở trong phòng thí nghiệm. Thì cái chuyện đó là nhà khoa học làm được, nhưng mà cái chuyện mà sắp bước qua một cái cửa để đi vào phòng, cái chuyện bước qua cái cửa đó đâu có cần phải tính toán. Đâu phải tính toán cái sức ép của không khí là bao nhiêu cho một inch vuông trên cơ thể ông ta khi đi qua cửa. Hay là lúc đó đâu cần phải tính toán cái tốc độ của trái đất, không cần phải suy nghĩ cái hậu quả xảy ra khi ông ta bước phòng là gì, đừng có suy nghĩ nhiều. Cũng như đối với người Phật tử chúng ta, có những vấn đề mà chúng ta sẽ suy nghĩ nó có lợi ích, và có những cái mà chúng ta suy nghĩ không có lợi ích. Thí dụ như sáng thức dậy chúng ta có một cái tâm trạng âu lo hay buồn phiền cái gì đó, chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân. Tại sao hôm nay ta lại mang một cái tâm trạng âu lo buồn phiền? Đó là cách để chúng ta tìm cái giải pháp làm cho chúng ta được an vui trở lại. Cái chuyện đó là nên làm. Khi mà chúng ta cư xử mà bị người khác họ phản kháng, không quan hỷ, họ chỉ trích, thì chúng ta mới tìm cái nguyên nhân. Ta đã nói gì, ta đã hành động gì khiến cho người này họ không vui, không quan hỷ, họ không có quan lên chúng ta, quan lên ta. Cái đó là chúng ta nên tìm hiểu. Những cái điều mà chúng ta
cần phải tìm hiểu nữa là ở trong cuộc sống này, cứ mỗi một ngày, cái cơ thể của chúng ta dường như là nó mệt mỏi hơn, già chán hơn, do cái sự già nó chi phối, do bệnh tật nó chi phối. Sự già và bệnh này, già và bệnh này nó đến từ đâu? Chúng ta mới tìm cái tập khởi của nó, tức là vì có cái sự tái sanh trong cuộc đời này, vì có cái thân này, chúng ta tìm hiểu cái đó. Và chúng ta sẽ tìm hiểu Đức Phật đã dạy bằng cách nào để thoát khỏi cái sự tái diễn của già và chết trong tương lai này. Chúng ta đi tìm hiểu cái đó thì là tìm hiểu nó thích đáng, nó lợi ích. Còn có những cái chúng ta tìm hiểu mà nó không có lợi ích, chúng ta tìm hiểu để chúng ta tin xem có ma quỷ, có chư thiên hay không. Chúng ta tìm hiểu cái điều đó nó không có giúp ích được gì cho chúng ta cả. Ngài Bích Chư Tô, Ngài nhấn mạnh ở đây là cái chuyện mà tin có chư thiên hiện hữu hay là chư thiên không hiện hữu, cái điều đó nó không có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của chúng ta. Cái đó nó còn đỡ, vì đối với chư thiên hay là các loại hóa sanh thì dù sao đi nữa thì tìm hiểu về cái sự hiện hữu của họ để biết họ do nguyên nhân gì mà họ được sanh như vậy thì cái này nó cũng lợi ích, nhưng mà nó không có thiết thực. Nhưng mà cái đó thì còn đỡ hơn là có những người họ có những sa môn bà la môn niềm hiểu, cái thể xác và cái mạng sống, tức là linh hồn, nó là một hay là khác, thế giới là thường còn hay không thường còn, là hữu biên hay là vô biên, chúng sinh còn hay không còn sau khi chết, vân vân. Đi tìm hiểu những cái đó, nó chỉ làm cho mất công mất thời gian, mà nó không có thiết thực cho cuộc sống. Như một vài bài kinh ở trong Trung Bộ, Đức Phật Ngài đưa lên những cái thí dụ về một người bị trúng tâm, chỉ cần tìm hiểu là mũi tên có độc hay không có độc. Nếu mũi tên bị thấm độc thì thuốc độc ghim vào trong da thịt này để lâu nó có nguy hiểm như thế nào, cần phải giải phẫu để rút cái mũi tên đó nhanh càng sớm càng tốt. Mà tìm hiểu như vậy đó thì nó có lợi ích là thiết thực. Nhưng nếu như anh chàng bị bắn tên đó, anh ta không để cho vị y sĩ làm cái thao tác giải phẫu rút cái mũi tên ra,
mà anh ta yêu cầu cho anh ta biết là cái mũi tên đó từ hướng nào bắn đến, làm bằng cái vật liệu gì, người bắn tên đó là người nam hay người nữ, cao hay thấp, trắng hay đen, mập hay ốm, thuộc giai cấp nào, vân vân. Thì chúng ta chỉ đi tìm hiểu những cái thứ đó thật là vô ích, nó không có thiết thực. Và anh ta chưa kịp nghe trả lời, chưa kịp thỏa mãn với những vấn đề thắc mắc là anh ta đã chết do ngấm thuốc độc. Cũng vậy, ở trong cuộc sống của chúng ta có những thứ mà chúng ta không cần phải mất thời gian, công sức để chúng ta tìm hiểu. Thí dụ như về cái vấn đề quả, chúng ta phải biết vừa đủ, tìm hiểu vừa chừng thôi. Chúng ta đang bị một cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta chỉ cần suy xét mình đau bệnh triền miên, nó xảy ra do nguyên nhân gì? Rất có thể là do cái nghiệp quá khứ. Ta là người hay đánh đập đả thương chúng sanh khác, làm hại cho chúng sanh khác phải bị đau khổ về thân, cho nên bây giờ mình phải mang cái thân bệnh như vậy. Chúng ta tìm hiểu đến chuyện đó thôi, để chúng ta có một cái giải pháp thiết thực mà tu tập, chấm dứt cái tình trạng tạo nghiệp để phải bị cái hậu quả. Còn như vấn đề chư thiên hay là vấn đề ma quỷ, vấn đề các loại hóa sanh mà người ta không thể chứng minh được bằng cái kiến thức khoa học, thì cái vấn đề người Phật tử chúng ta chỉ nghe thấy ở trong kinh điển được Đức Thế Tôn ngài thuyết có những hại chúng sanh đó, không phải tối ngày chúng ta cứ suy nghĩ xem cái ở chỗ này ở chỗ kia nghe nói có ma hiện hình hay có ngôi nhà quan đó nhiều người họ đi đến họ gặp quỷ xuất hiện, có thật hay không? Chúng ta lo đi đến đó để chúng ta tìm hiểu, thì cái chuyện đó là cái chuyện nó không có lợi ích cho chúng ta. Chỉ có mỗi một điều là thí dụ như trong tám cái pháp tùy niệm, pháp tùy niệm anusati, trong đó niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên Devata Nusti. Tại sao cái đó lại là một đề mục tu tập? Không phải là chúng ta tìm hiểu chư thiên khó hay là không có, mà sau khi chúng ta học Phật Pháp, chúng ta biết được nghiệp hữu duyên cho sanh, sanh ở đây
Nếu nói ở cái khía cạnh chủng loại thì có noãn sanh Andacha, thai sanh Chalabucha, thấp sanh sanh Sedacha và quá sanh Upapadaka. Thì như vậy cái loài quá sanh đã bao gồm những vị phẩm thiên, những vị chư thiên ở trong cõi dục giới, chúng sanh ngạ quỷ Atula và chúng sanh địa ngục. Khi chúng ta biết được như vậy đó, thì chúng ta không cần tìm hiểu thêm nữa. Niệm thiên chỉ có nghĩa là chúng ta suy tưởng rằng có một số chúng sanh trong đời này thuộc lại quá sanh do nhờ những cái công hạnh thiện pháp mà được sanh về cõi trời. Đó là do nhờ đức tin, do nhờ trì giới, do nhờ bố thí, do nhờ thính pháp, do nhờ trí tuệ mà được sanh về cõi trời. Ta cũng có đức tin, ta cũng có giữ giới, ta cũng có bố thí, ta cũng có nghe pháp. Như vậy thì để ta sẽ sanh về cõi trời. Hiện tại thì ta đang đồng đẳng với chư thiên về thiện pháp đó. Chúng ta suy nghĩ như vậy, so sánh như vậy để chúng ta có sự hoan hỷ và chúng ta bổ khuyết những gì mà chúng ta còn thiếu. Chỉ có chừng đó thôi thưa quý vị, chứ không phải là chúng ta đi tìm hiểu hư thực như thế nào, hiện hữu hay không hiện hữu chư thiên ở trong cõi đời này. Chúng ta không tìm hiểu cái đó, chứ không phải tất cả những gì chúng ta tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả cũng đều là tích cực, cũng đều là có lợi ích trong cuộc sống, thực tiễn trong cuộc sống. Không có đâu thưa quý vị. Ở trong cuộc sống chúng ta có những cái mặc dù chúng ta tìm hiểu trên nguyên tắc thì nói rằng cái gì cũng phải tìm hiểu hư thực, nhưng mà có những cái mà chúng ta tìm hiểu nó không có lợi ích. Bởi vì cái chuyện trước mắt là chúng ta đang phải đối phó với cái thân này bị già, bị bệnh, sẽ phải chết. Chúng ta phải đối phó với cái sự nhiệt não thiêu đốt của tham sân si, mạng nghi tà kiến của phiền não. Thì cái vấn đề là chúng ta phải làm sao để mà chúng ta diệt trừ được tham sân si và chúng ta kết thúc cái vòng sanh tử luân hồi lẫn quẩn như là một cái bánh xe không có cái điểm khởi động. Chúng ta phải tìm hiểu cái đó là có lợi ích hơn cho chúng ta. Chúng ta có cái thí dụ một cái câu chuyện ngụ ngôn về một người té xuống hố sâu, té xuống một cái giếng cạn, giếng sâu. Anh ta nhìn thấy có một cái sợi dây leo thòng xuống giếng. Anh ta chụp lấy cái sợi dây đó và anh ta đun người đeo lên. Ở phía trên có hai con chuột
nó đang gặm nhấm cái đầu sợi dây ở phía trên, đầu dây leo phía trên. Anh ta phải nghĩ rằng nếu mà ta chậm trễ, có thể là cái sợi dây này bị cái loài gặm nhấm nó làm cho đứt trước khi ta được thoát khỏi cái giếng sâu này. Nghĩ vậy, anh ta không còn chần chờ gì nữa, không do dự gì nữa, và không cần phải suy tư gì nữa. Anh ta chỉ có mỗi một việc là dùng sức mạnh ở hai tay để bấu chặt vào cái sợi dây leo và lên từng đoạn từng đoạn để thoát khỏi cái hố này. Cũng vậy, ở trong cuộc sống của chúng ta có những nỗi đau khổ nó xảy ra, và những cái nỗi đau khổ đó nó xuất phát từ ở chỗ cái điều kiện nội tâm là phiền não. Và cái nỗi khổ đau đó nó xuất phát từ cái điều kiện bên ngoài là thời tiết, do vật thực, hay là do mầm bệnh, thì chúng ta phải suy nghĩ trước nhất là chúng ta thấy cái cuộc sống này thật là phức tạp và thật nguy hiểm. Phải tu tập như thế nào để tâm được tự tại, được an nhiên, không bị phiền não đốt cháy, và đạt đến cái mức độ nào để sau cuộc sống này, sau đời sống này không còn đời sống khánh, đời sống khác. Thì cái đó là cái cách suy nghĩ thiết thực mà người Phật tử chúng ta cần phải làm. Ở đây thưa quý vị, Đức Phật Ngài không chấp nhận một vị đệ tử chỉ ngồi đó mà suy nghĩ những điều viễn vông, suy nghĩ về quá khứ hay suy nghĩ về tương lai. Mà cần phải suy tư với những gì đang xảy ra trong hiện tại và có một cái giải pháp để xử lý những cái sự kiện phát sinh như vậy. Thỉnh thoảng thì Đức Thế Tôn Ngài cũng có nhắc lại những cái câu chuyện tiền thân nhằm để cho người nghe họ có một cái cảm giác sợ hãi cái luân hồi ở quá khứ mà họ tiến tu. Thỉnh thoảng Đức Phật này nói đến cái hậu quả hay là cái quả báo tương lai của một hành động thiện, một hành động ác, để cho chúng sanh nghe và cảm thấy hoan hỷ với việc mình đang làm, hoặc là cảm thấy sợ hãi những cái điều mà mình đang làm, điều ác mình đang làm. Chỉ vậy thôi. Chứ Đức Phật Ngài không có hứa hẹn cho chúng ta một cái điều gì ở tương lai. Bởi vì ngay trong hiện tại chúng ta không làm gì cả thì trong tương lai làm sao chúng ta đạt đến mà chúng ta mơ ước.
Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu là pháp của Đức Phật Sanlitiko là thiết hiện tại. Là người Phật tử chúng ta tu tập thì trước nhất là chúng ta trau dồi những cái kiến thức về Phật pháp. Nhưng mà không phải là cái kiến thức Phật pháp mà cần hiểu hết tâm tạng, thuộc lòng hết tâm tạng. Khi mà chúng ta hiểu hết tâm tạng, kinh điển, sợ e rằng là lúc đó chúng ta không còn cái thời gian và cái sức lực để mà chúng ta hành trì nữa. Cho nên tùy duyên, nhưng mà chúng ta học cơ bản thôi. Học tới đâu chúng ta biết ứng dụng cái đó ở trong cuộc sống của ta, như vậy là đủ rồi. Chứ chúng ta không cần phải tìm hiểu quá nhiều. Vì cái trí của Phật, khi mà chúng ta học nhiều quá, chúng ta tìm hiểu nhiều quá, mà có những vấn đề ở trong kinh điển tâm tạng, tạng kinh, tạng luật, tạng diệu pháp, chúng ta không hiểu hết, rồi nó sanh ra cái sự hoài nghi. Từ cái sự hoài nghi đó, chúng ta lại cố đi tìm hiểu. Thì cái điều đó nó không có, nó không có lợi. Một vị tỳ kheo thời Đức Phật vị tỳ kheo đó họ tìm hiểu cái quả đất này tận cùng là ở đâu, rồi vị đó nhờ đắc thần thông mới đi tìm, đi tìm mãi cho đến khi mà lên tận trên cõi trời Phạm Thiên, vị chư thiên đó mới nhắc cho vị tỳ kheo này là vấn đề đó hãy đi đến hỏi Đức Thế Tôn. Vị tỳ kheo trở về và Đức Thế Tôn ngài vỡ trách và ngài chỉ dạy cho đặt lại một cái câu hỏi. Không phải là cái cõi sống này nó giới hạn ở đâu, mà phải hiểu rằng là bốn đại này làm sao mà nó không còn chân đứng, nó không còn tái diễn nữa. Đó là cái sự giải thoát, cái sự kết thúc sanh tử luân hồi. Vị tỳ kheo nghe xong tỉnh ngộ, và vị đó chuyên tâm thực hành pháp và chứng A-la-hán. Thì ở đây như vậy thưa quý vị, nói tóm lại là khi có những vấn đề gì mà chúng ta muốn tìm hiểu, dù cho chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân và cái hậu quả của cái sự việc đó, nhưng mà chúng ta phải suy xét xem coi cái sự tìm hiểu này, tìm hiểu được nó có lợi hay không có lợi, nó có lợi ích hay là vô ích. Và nếu mà không tìm hiểu được thì nó sẽ sanh ra cái sự bực bội, cái sự khó chịu trong tâm. Như vậy chẳng thà những vấn đề để chúng ta cho bỏ qua. Đó là cái sự thiết thực mà người Phật tử chúng ta phải áp dụng trong đời sống này.
Thì hôm nay chúng tôi có chút ít thời gian để chia sẻ với quý vị. Một vấn đề nó liên quan đến cái bài viết của Ngài Hòa Thượng Bạch Nhất Tôn. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng hôm nay. Chúc quý vị được an vui, tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy nha. Bây giờ xin cung kính thượng tọa được đón trở lại. Một lần nữa, thưa Phật tử, qua bài giảng của Thượng tọa Thiền sư, chúng ta đã thấy thêm một khía cạnh rất là quan trọng của Phật giáo, đó là ở trong đời sống đôi khi không phải chỉ có tìm tòi được sự thật, mà chúng ta phải có một cái thái độ, một cái ý thức rõ cái mục đích. Điều đó nó có lợi như thế nào cho cuộc sống, cho nhân loại, và đó cũng là cái ý mà chúng ta tìm thấy trong phân đoạn của bài viết của buổi sách của Ngài Bạch Nhất Tôn. Bây giờ thì xin được thỉnh sư thỉnh đại đức Tuệ Tri, nếu đại đức Tuệ Tri có mặt ở trước máy, xin đại đức Tuệ Tri khoa kỹ đọc cho một lần kinh Ratana Sutta. Hôm nay chúng ta chỉ đọc một lần thôi. Sau đó chúng ta sẽ trở lại nói một vài ý nghĩa của bài kinh này, cũng như một số thông tin về đại dịch hôm nay. Xin được kính thỉnh đại đức Tuệ Tri. Dạ, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Xin phép đọc bài kinh Ratana Sutta. Panithana to patha yatatha gata sada dasa badamiyo dasa badamatha badamiyo bancha maha paricca yeti so chariya vajik ma phagwe gapha wakkanting chating afinikamanang badhana chariyang bodhi banlan ke mara vichayang sapanyutanyana patigwe thang navaloko tarathamme ti sa bi me buddha gune ya wa chi toa we sa le ya ti subhakaran ta de su ti ti ya ma ra ting pa re tang ka ron to a ya sma nan da te ru u ya ka run na che tang u pa ta be toa ko ti sa ta sa ha se tu cha ka wa le su de wa ta ya sa nam pati gan han ti yang ta we sa li yam bu re ro ga mano sa do phe ka sam pu tan ti vi thang pha yang khi pa man ta ra tha be si pa re tan tang pha na ma he ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni pu ma ni wa ya ni wa an ta le khe sa pe wa pu ta sumana pha wan to a tho vi sa ka cha su nan tho pha si tang ta sma hi pu ta ni sa me tha sa pe me tang ka ro tha ma nu si ya pa cha ya di wa cha ra to cha ha ran ti ye pa ling ta sma hi ne rakha ta pa ma ta yang kin chi vi tang i tha wa hu rang wa sa ke su wa yang ra ta nang pa ni tang na no sa mang a ti ta tha ga te nay đam bi bồ thề ra ta năng văn hi tăng hệ thế na sát chế na su hòa thế hồ tu khai yang quy ra gần hạ tăng văn hi tăng gia đa cha gia sát gia muni samma hi tu na thế na tham mê na samma thế kiến chi đam bi tham mê ra ta năng văn hi tăng hệ thế na sát chế na su hòa thế hồ tu yam bồ tha sa thô bà di quan na di su jing samadhi manan tarikai nyamaho samadhi nate na samo na vichati dambi thamme ratanang panitang ete na satye na suvate ho tu ye pukkala atasatang basatha chattari etani yugani hantite dakhineya sugata sasavaka
ete sudinna nimaha phala niram visankhe ratanang vanitang ete na satye na suvati ho tu yeso payuta manasadan he na nikamino gotama sasanam hite bhati bhata matang vigay halatha muthani puting punchamana idam visankhe ratanang vanitang ete na satye Asuwati ho tu yathing dakhilo vata wing sito siya chato pikwate si piyaks asambakam biyo tatho bamang sa purisang wadami yo ariya satcha niyawe chaba satiram bisanghe ratanang banitang ete na satche na suwati ho tu ye ariya satcha niwipa kuyanti rampi rabbanye na sudesita Nikincha vite hantu pusa pamata na te pagwang athamama Tiyanti rambi sanghe ratanang banitang ete na satye Na suwati hotu saha wasada sana sambada yataya sutama chahita Pagwanti saka yadi tiwichiki chitang chasila patang wabiyada tikinchi chato habaye Ichawe pamuto chacha pithana viapapo katum idam visanghe ratanang banitang Ete na satye na suwati ho tu kincha viso kammang Karoti babakang kaye na wacha yudache tasa vapapo sota sabati chada Yapapatadi sabada savuta idam visanghe ratanang banitang Ete na satye na suvati ho tu vana pagumbe yatha pusitake Imha namase bathamas mingim he tatho bamang thamma varang Adesa yinipanag ming baramang hitayayram vibhute ratanang vanitang Ete na satye na suvati ho tu varo varang yu varado varaharu Anuttaro thamma varang adesa yidam vibhute ratanang vanitang Ete na satye na suvati ho tu khinang buranang navang nati sampavang Virata chitta yatike pavasming te khinabija Avidunti chanda nipanti thira yathayam varibo idam visanghe ratanang vanitang Ete na satye na suvati ho tu yanita puta ni samagata Ni pumma ni vaja ni guanta likhe tathagatang deva manusa puchitang Bhutang namasama suvati ho tu yanita puta ni samagata Ni pumma ni vaja ni guanta likhe tathagatang deva manusa puchitang Dhammang namasama suvati ho tu yanita puta Nisamagata nipumma nigwaya nigwantalikhe tathagatang deva manusabhuchitang Sankhang namasama suvati ho tu Con đã đọc xong được kinh Ratana Sutta. Kính cung thỉnh chúng ta dựng án quay trở lại để học chương trình. Kính cung thỉnh Ngài. Sau khi quyết định để được tuyệt chi thưa quý Phật tử, việc mà tụng kinh nói chung và tụng kinh Ratana Sutta nói riêng, ở đây có rất nhiều yếu tố để tạo nên cái quy luật của kinh. Theo ở trong những gì mà chúng ta đọc ở trong tâm tạng đó, đôi khi cái lời kinh chúng ta nói cụ thể là âm thanh, ví dụ như là nghe được cái âm thanh mà chúng ta tụng kinh tiếng Phạn, ở đó có thể tạo cho chúng ta một cái cảm xúc. Vì điều này thì thưa quý vị cũng là một cái năng lực, mặc dù có tất cả ở bên ngoài. Mình nghe người khác tụng, mà đôi khi nếu chính bản thân của chúng ta tụng thì lại có một cái lợi lạc khác. Và nếu chúng ta tụng kinh mà chúng ta hiểu được ý nghĩa lời kinh, đó là một chuyện khác.
Có lần chúng tôi đem việc tụng kinh này để hỏi ngài Bajuto. Bajuto tức là ngài là cao tăng mà đã biết tụng sách Phật giáo và khoa học đi. Thì thưa quý vị, ngài có dạy rằng ngoài cái năng lực của Tam Bảo, cái năng lực của chư thiên khi mà tùy hỷ đối với thì tụng đọc kinh điển, thì cái năng lực của lời kinh đối với một vị tụng kinh thì chúng ta phải hỏi là có cái giá tác động như thế nào qua năm cái lực gọi là tính, tấn, điểm, định và tuệ. Nói về tính là đôi khi một người tụng kinh mà khéo thì làm cho họ tăng trưởng đức tin. Chúng tôi đã từng thấy rất nhiều Phật tử, rất nhiều Phật tử, đặc biệt là những Phật tử mà họ sống ở những cái nơi mà tương đối là nhiều cái nguy hiểm, nhiều cái họa, mà nhiều khi họ đọc lên thường là họ làm tăng trưởng đức tin của họ. Và ở trong kinh cũng có nói có trường hợp đó là có những cái vị thiên mà bị những chúng sanh khác như là Đại Già So, Đại A Tu La bắt nạt, thì vị này do cái niềm tin ở Tam Bảo đã đọc lên cái bài kinh nói năng lực của Tam Bảo, thì vị này có thể chống chế cho được, có thể chống cự lại được với những chúng sanh khác. Thì cái niềm tin đó, đó là một yếu tố. Và có thể cái lời kinh giúp chúng ta tăng trưởng một cái năng lực khác, gọi là tấn lực. Gọi là tấn lực. Về điểm này đó, chúng ta nói tới sự tinh cần. Nếu một quý vị nào mà đã từng sống ở trong các ngôi chùa, ở các ngôi ở trường thiền, thì chúng ta hiểu cái giá trị của những cái thời gian kinh đó. Ví dụ như là buổi sáng sớm thức dậy mà chúng ta hoàn toàn không có bất cứ một lời tụng kinh nào nó khác, nhưng buổi sáng sớm thức dậy mà cả chùa đồng loạt lên chánh điện để tụng kinh, và nếu chúng ta sống lâu chúng ta cảm nhận rằng cái thời kinh buổi sáng hay buổi tối đó, tác động lại được sự tinh tấn của chúng ta rất là mạnh. Và thưa quý vị, một cái năng lực khác chúng ta đề cập đến tại đây gọi là niệm lực. Niệm lực có nghĩa là chánh niệm tỉnh giác, cái năng lực của đem tâm trở về với hiện tại. Thì thưa quý vị, đặc biệt là ở trong kinh Tiếng Phạn có rất là nhiều đoạn đọc mà chúng ta phải chú ý, như bài kinh Tam Bảo này, bài kinh Châu Báu này, hay là kinh Hạnh Phúc. Nếu một người học thuộc lòng mà tụng mà không có tập trung, tại vì hai cái câu cuối thường là trùng lặp với nhau, và nếu chúng ta tụng chúng ta không có để ý thì chúng ta không nhớ là mình đã tụng đoạn nào. Và nó đòi hỏi một cái sự tỉnh táo là niệm, và sự tập trung gọi là định. Chúng tôi có hỏi rất nhiều vị thiền sư là nếu vị nào mà có thì giờ lên trên YouTube, các vị tìm cái gọi là Goenka, Goenka Chanting, tức là chanting của ngài Goenka, một vị cư sĩ thiền sư. Thì bản thân của ngài Goenka đó là một cư sĩ mà lại là một người Ấn chứ không phải là người Miến Điện. Và về sau này á, thì ngài Goenka trở thành một người hướng dẫn thiền tứ niệm xứ. Khi mà thường thường mà mình nghe cái cách giảng, nghĩ rằng ngài Goenka lại là một người chuyên tụng kinh. Nhưng mà những ai đã tham dự các khóa thiền và biết về đời sống cá nhân ngài Goenka thì tụng kinh rất là nhiều, kể cả bài kinh Châu Báu mà quý vị chúng ta đang tụng đây. Và chúng tôi phải nói rằng vị nào mà chịu khó tìm những bài kinh mà người Goenka ngài tụng á, thì chúng tôi phải thưa rằng ngài tụng rất là chuẩn về sự cách phát âm phản ngữ. Là bởi vì
là một người học tiếng Phạn từ Miến Điện, thì cái giọng phát âm của Miến Điện là nói cho một số cái vị cao tăng là động ngay dở. Nhưng mà người Golka là một người lại nói tiếng Ấn Độ, ngài nói tiếng Ấn Độ, thật ra khi người phát âm tiếng Hindi, tiếng Hindi ấy, ngài đọc Pali rất là rõ ràng. Khi mà ngài lớn tuổi thì tương đối là đọc chủ yếu, nhưng mà mình nghe ngài đọc có thần lắm. Và sáng bữa nào ngài cũng tụng kinh, và chẳng những ngài tụng kinh cho chính ngài mà ngài cũng thường tụng kinh cho những thiền sinh không phải Phật tử đến. Thật ra ngài có nói trong một bài giảng đó, là ngoài cái chuyện mà niệm hơi thở, niệm được quay nghi, ngoài chuyện mà theo dõi thân thọ tâm pháp, thì nếu một hành giả có thể tụng nhớ tụng kinh thì tăng trưởng, nó cũng là một cách trợ duyên lớn cho niệm và định. Và dĩ nhiên về trí tuệ, về tuệ lực rất là quan trọng. Những vị nào mà hiểu những kinh văn mà Đức Phật ngài giảng, chú ý vị nhất là kinh tụng, mà chúng ta tụng thường lâu lâu mình nhớ lời kinh rất là đẹp, từ ý nghĩa thành ra rất là lợi. Thì như vậy ngài Bà Chúa Tôn ngài nói với chúng tôi biết rằng, nếu một người mà tụng kinh cầu an, mà ngoài cái chuyện mà cảm nhận được cái năng lực, cái quay thần của Tam Bảo khiến cho chư thiên tùy hỷ, còn có một cái yếu tố nữa, đó là tác động được tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực ấy, thì vì đó có nhiều cái lợi lạc từ chuyện tụng kinh lắm. Nên bản thân của mỗi chúng ta đó, khi mà mình tụng kinh lâu ngày mà mình để ý mình biết không, thì mình thấy rất là lợi ích để chúng ta có thể học về tụng kinh. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin trở lại với một vài cái thông tin. Hôm nay thưa quý vị, tổ chức y tế thế giới đã đưa ra một cái danh sách bổ túc về những cái triệu chứng mà chúng ta phải lưu tâm. Chúng tôi có một người Phật tử thân quen thưa quý vị, vị này bị lây nhiễm corona, nhưng mà vị cứ nghĩ rằng mình bị cảm và lo chỉ kỵ cúng thôi. Nhưng mà tối hôm qua thì tình hình nó càng ngày càng nguy hơn. Người ta khuyên chúng ta nên cố gắng để hiểu về cái bệnh trạng của corona càng sớm càng tốt, đừng để nó đi quá quá xa quá tệ. Thì thưa quý vị, một cái danh sách mới mà Tổ chức Y tế Quốc tế đưa ra đó, mà chúng ta thường nghe là hồi trước đó là bị sốt, bị sốt có thể là sốt đi sốt lại nhiều ngày, mà uống thuốc để giảm sốt nhiều như cái hiệu quả nó rất là kém. Và thường thường chúng ta bị sốt thì nó lên một lúc nào đó, nhưng cái này nó sổ sốt nó cứ từ sáng tới chiều, mình uống thuốc vào thì nó giảm đôi chút, thì lúc đó chúng ta phải để ý. Ho mà có đôi lúc, tại vì coronavirus nó tính mỗi chúng ta chẳng những ho khan mà đôi khi ho một cách rất là khổ sở, ho một cách rất là, chúng ta gọi là ho lú rưỡi, ho giả rưỡi. Chúng tôi không biết là mấy cái chữ đó bây giờ có ai xài không. Ho rú rưỡi tức là chúng ta ho liên hồi được, và ho liên hồi mà ho mệt, tại cái phổi chúng ta bị như vậy. Và khó thở, hơi thở rất ngắn, mình tôi là thở dốc là hơi thở, và hơi thở rất làm rất là khó thở. Hơi thở không có dài rồi mà cảm thấy mình thở ngắn, có khi mình phải ngồi dậy mới thở được, mình nằm rất là khó thở, cái đó phải coi chừng. Hôm nay họ cũng có đưa ra một triệu chứng nữa là bị lạnh, bị sốt rồi còn bị lạnh nữa. Cái bị lạnh này là trường hợp rất là đương nhiên, là chúng ta hiểu được cái cơ thể chúng ta khi mà nó tăng cái nhiệt độ, đôi khi cơ thể thì nóng mà chúng ta cảm thấy là muốn đắp mền. Không biết nói như vậy có nhiều vị có thể cảm nhận không? Hồi nhỏ có nhiều khi mình bị trong người nóng á, nhưng mình vẫn muốn đắp mền, là tại vì cái sốt ở trong người chúng ta đó, nó làm cho mình
mình tự mình cảm thấy lạnh, mà cái lạnh ở bên ngoài đó chỉ là cái phản ứng tự nhiên thôi, là rất lạnh. Và run, dạ, run vì cái lạnh đó. Nó, đây là những điều mà họ đã quan sát cả hàng trăm ngàn người và ghi lại, tức là vừa lạnh đắp mền rồi mà còn cảm thấy run, giống như bị sốt rét. Rồi lại có triệu chứng là các cái bắp thịt nó đau. Nó đau nghĩa là mình cảm thấy bình thường mình co giãn hay mình đụng cái tay chân cũng chi, nhưng mà lúc đó đó thì mình đụng vào mình cảm thấy nó nhức, đau nhất trong cái bắp thịt của mình, tức là muscle pain, nhức đầu cũng là một triệu chứng. Và nhức đầu triệu chứng đau cổ, và đặc biệt là nếm và ngửi đó. Khi mình nếm mình không có cảm được cái vị chua cay mặn ngọt, ngửi mùi gì, mình không ngửi ra mùi, mình không phân biệt được. Thì với những triệu chứng như vậy, chúng ta nên thấy rằng một lúc mà hai ba triệu chứng, không nên ỷ lại là mình bị cảm, mình bị cúm, mà nên liên lạc với bác sĩ gia đình, hay là liên lạc với cơ quan hữu trách, hay liên thông báo cho người, những người thân của mình. Và đừng có đón già đón non. Quý vị nên nhớ một điều rằng chúng ta cũng đang cái mùa allergy, bị dị ứng, và ngoài ra đôi khi chúng ta bị sốt. Nhưng mà cái sốt của bị cảm á, cảm cúm nó rất khác với cái sốt của COVID-19. Nên chi nếu chúng ta thấy rằng có nhiều cái vấn đề mà nó như nó trùng hợp, nó một lúc, ví dụ như là mình vừa bị sốt mà mình cảm thấy rằng khi mình nếm cái gì không phân biệt cái vị, mình không cảm nhận được cái mùi đó, thì nên cố gắng để liên lạc từ các trị liệu sống. Rất là cần thuốc và cần sự trị liệu sống. Một người ở tại Mỹ, chúng tôi không biết cái hệ thống y tế của các nước khác như ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà ở tại Mỹ đa phần là chúng ta có bác sĩ gia đình. Và trong trường hợp mà quý Phật tử trong thời bình dịch này thì nên có một vài cái liên lạc với bác sĩ gia đình. Và trong trường hợp nào mà mình cảm thấy phải gặp những cái, có những cái triệu chứng như là vừa trình bày đó, thì chúng ta cố gắng liên lạc càng sớm càng tốt. Và chúng tôi nhắc lại một điều này rằng nước Mỹ, qua cái nhìn ảnh hưởng chính trị và kinh tế đó, người ta đang cố gắng để tái khởi động lại cái nguồn máy của xã hội, nhưng mà trên căn bản là chưa có sẵn sàng. Và chưa sẵn sàng là bệnh dịch vẫn đang lây lan mạnh mẽ và số người chết vẫn cao. Và rồi hiện nay chúng ta hoàn toàn không có một thứ thuốc nào để trị COVID-19 hết, và hoàn toàn không có một cách nào khác tốt hơn là sự cách ly đối với xã hội, tức là bớt đi lại, bớt tiếp xúc, giữ khoảng cách. Cái giãn cách xã hội vẫn là một cái nguyên tắc vàng để chúng ta giảm bớt sự lây nhiễm. Cẩn thận nhiều chừng nào tốt chừng đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng hệ chính phủ liên bang hay tiểu bang hay thành phố mà nói rằng cái lệnh cách ly bị được giải tỏa thì có nghĩa là an toàn. Không phải an toàn. Nước Mỹ đang rơi vào trong một tình trạng trống đến xuôi kèm thứ ngược. Nước Mỹ đang rơi tình trạng là xã hội bị phân hóa về chính trị, và nước Mỹ đang rơi vào trong tình trạng bất đồng ý kiến là ưu tiên để giải quyết bệnh dịch hay là ưu tiên giải quyết kinh tế. Những điều đó nó tạo ra những cái thông tin bất nhất, kẻ đó này người đó kia. Nên chi nếu quý vị Phật tử, đặc biệt là những vị lớn tuổi, những vị có bệnh nền, thì cố gắng có cái nhìn tương đối bảo thủ, đừng quá tin vào chuyện mở cửa, tại vì cái tình trạng nguy hiểm vẫn còn. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chân Chư Phật Thầy Siêu và Chư Tôn Đức đã vào room vào giờ này để chia sẻ với quý Phật tử ở trong chương trình tu học đặc biệt của thời kỳ đại dịch Corona. Đảnh lễ quý ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
ba cái đại họa ở tại trần. Ya ni ta phu ta ni samma ga ta ni phumma ni va ya ni va antale the sa pe va phu ta sumana bhagwan tu atho pa sakte ca sunan tu pha sitang tasma hi phu ta ni samme ta sate methang ga o thamma nu ja ya ni va ca ra to ca haram ti ye pa ling tasma hi ne ra katha apamatta yang tin việt tăng thọ hòa ngũ răng hòa sắc nghệ sắc hòa văn rất năng có ni tăng na đô sa măng a thi tật tha gia tê na y đâm bồ thề năng có ni tăng e tê na sa chê na sa hòa thi hô tu khai văn vừa ra văn a ma tăng có ni tăng gia đa chê gà sắc gia bù đi sa ma hi tô na tê na thâm mê na sa ma thi kinh chê y đâm vi thâm mê rất năng có ni tăng ê tê na sa chê na sa va ti hô tu yam pô tha sê thô pa ri văn na yi su chinh sa ma thi ma năng ta vi kênh ya ma hô sa ma thi na tê na sa mô na vê chê tê y đâm vi mê ra ta năng va ni tăng ê tê na sa chê na sa va ti hô tu yê bô ka la a ta sa tăng va sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hon thi te đặc thi ne ya su ka ta sa sa va ka e te su din ra ni ma ha pa la ni i đăng vi sang khe ra ta nang va ni tăng e te na sa cha va sa che na su va ti ho tu ye sa pa yu ta ma na sa da la he na ni ka mi no vu ta ma sa san tam hi te pa ti pa ta a ma ta vi e ha la tha phụ tha nịch phụ tình phun cha ma na y đâm vi sang khe ra ta năng ba ni tăng e đê na sa chê na sa va ti hô tu yết thân đập thi lô bất thờ vân si ya cha tập chi qua tê phi a sam ba cam ba yô ta thu pa măng sắc vô ri sang qua đà mi yô a ri ya sa cha ni a vê cha pa sa ti y đâm vi sang khe ra ta năng ba ni tăng e đê na sa chê na sa va ti hô tu ye ariya saccha ni vipha vat yanti gamphira panye nu sudi sitani kincha pite ho su sakta mate na te phavang athama ma di yanti i idam vi sanghe ratanang tha ni tang e te na sacche na suvati ho tu saha va sada sada sampada yacchit chit tanya sutham ma cha hita phavang ti sakka yadi ti viti kicchi tình chất si lập và tăng qua bi gia đa thi kinh chỉ chất tu hấp ba ye hi cha vi pa mô tu cha cha thiệt tha na ni pa pu ca tung y đâm vi sang khe ra ta năng va ni tăng e tê na sa chê na su vi hô tu kinh cha vi so cam man ca ro ti pa pa tăng ca ye na va cha du da chê ta sa va a pa pu so ta sa ba te cha da ya a pa pa điệt thập đa sự vô ta y đâm bi sanh khe ra ta năng va ni tăng e tê na sa chê na sa va ti hô tu quân áp gâm bê y tha phu sa chấp gim phu sa tập đi gim ha na ma se pat ma s ming gim he ta thu pa mang tham ma va rang a đê sa yi ni pa na ca mừng pa ra mang hi ta ye y đâm bi bồ thề rất tận năng văn ni tăng e tê na sa chê na sa va ti hô tu va ro va ran yo va ra do va ra ha ro an do ta ro tham ma va rang a đê si yi y đâm bi bồ thề rất tận năng văn ni tăng e tê na sa chê na sa va ti hô tu khi năng cù ra năng na văn na thi sam pha văn vừa ra ta chi ta yết tê kê pha vas bin tê khi đa pê cha a vô rừng hi chan đa dạ tha đi pan thi thi ra dạ tha dâm ba đi bô y đâm pi sang khe ra tâm năng ba đi tăng e tê na sa chê na sa va ti hô dạ ni tha phụ ta ri sa ma ta ta ri cụm ma ri va ya ri va an ta lê khe ta tha ga tăng đi va ma nu sa phu chi tăng phu thăng na ma sa ma sa va ti hô tu ya ni tha phu ta di sa ma ta ta ni phum ma ni va ya di va an ta le khe
tathagatang deva manu sapputang thammang namasama suvati hotu jani thaputa nisamagata nipumma nipaya nipantalikhe tathagatang deva manu sapputitang sankhang namasama suvati hotu.